Ôi, em xin mến chào quý anh chị nha, lại là em đây, kênh Đất Bà Rịa Vũng Tàu với anh chị nha. À, hôm nay em còn đang đứng thuộc ngay trung tâm của Ủy ban dân xã, chợ, ngay chợ anh chị nha, của xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường này là đường Hòa Bình Ngãi Giao nha anh chị. À, hướng này đi thẳng về Ngãi Giao khoảng độ 8 km, còn hướng ngược lại đi khoảng độ hơn 2 km là tới Hòa Bình Xuyên Mộc anh chị nha. Đó, cách biển Hồ Tràm một cốc khoảng độ 20 km anh chị nha. Ở đây là chợ Sơn Bình. Thì em đi giờ này là khoảng độ 11 giờ rồi anh chị nha. Nên là chợ nó hơi vắng. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm mặt tiền đường chính này, cách chợ khoảng độ chưa đến 200 m, sát cây xăng Bách Hóa Xanh anh chị nha. Rồi nói chung là anh chị thích kinh doanh cái gì cũng được nha anh chị. Tại vì cái này giáp chợ luôn. Đó. Thì cái nhà này lúc trước thì em có quay rồi, nhưng mà tại chủ lúc trước là đỉnh điểm là nói chung là chủ chưa cần tiền nên là chưa bán, hôm nay kẹt tiền nên là bán nha anh chị, bán nha. Đó, không có nói chung là cần tiền để xoay sở ngân hàng cái thứ nha anh chị. Đó, nên là nói em ra bán anh chị nha. À, hiện tại cái đường này á, là tất cả các hàng quán là các thứ là đầy đủ hết anh chị nha. Đó, không thiếu một cái gì đây. Đây, quán cơm cô Én. Đó, thì cái này thì em cũng quay cái này không phải là quay lấy tiền quay, nhưng mà cái này là em quay để giới thiệu bán cái nhà này nha anh chị. Nên là anh chị nào mà thích căn này thì nó muốn xem hoặc như thế nào thì liên hệ cho em nha. Đó, muốn tới xem hay dắt xem mà alo cho em biết tiếng nha anh chị. Đó, đây, xung quanh là khu dân cư đông đúc luôn, cách cái nhà thờ chỗ này Sơn Bình là khoảng độ chưa đến 100 m nha anh chị nha. Tới nhà thờ Sơn Bình rồi, tới ủy ban đi khoảng độ 500 m. À, hiện tại là cô Yến đang bán cơm. À, cô Yến này là chủ nhà anh chị nha, là vợ của chủ nhà. À, nói chung là chủ nhà hết luôn. À, hiện tại là đang bán, đang bán và kinh doanh rất chi là khách rất chi là đông anh chị nha. Tại vì chủ yếu là bán buổi sáng thôi. Nói chung là cô bán là bán cô Yến là bán cả ngày nha anh chị. À, 5 rưỡi, 5 rưỡi khoảng độ 6 giờ là đã bán rồi, bán cho những người lao động, rồi những công nhân. Đó. Ở đây là gần cái công ty học điều lớn lắm chị nha. Thì đây là chủ nhà, là đây là cái phòng khách này. Đó, phòng khách. Ở nhà thì có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một toilet anh chị nha. Đó. À, đây em đang có lùi cui tiếng cái bật điện nha anh chị nha. Đó, thấy không? Đó, là cái này là có 3 phòng ngủ nha, 3 phòng ngủ. Còn phía sau là có một cái bếp nha anh chị. À, một phòng này, hai phòng này. Tại vì anh nói là anh ra đây anh bán thôi, anh có một cái vườn trong nữa nên là anh bán để anh dọn vào trong anh ở, tối anh không ngủ đây vậy nha. Tối là anh đi vô trong vườn anh ngủ chứ không ngủ đây. Anh có một cái vườn phía trong cách nó khoảng độ 500 m vậy nha. Đó, nên là để đồ nó đạt nó hơi bề bộn tí nha anh chị. Đó, thì cái nhà này lúc trước thì em có quay rồi. Đó, nhưng mà anh chưa cần bán nên là em rút lại, bây giờ anh kêu em lên quay. Nhờ em quay nha. Đó, phía sau là có cái cửa sổ trời, có thứ đầy đủ luôn. Phía sau là có một cái đường giống như là thoát hiểm khoảng độ 1,5 m nha anh chị. Đó, 1,5 m nha. À, để em mở ra cho anh chị xem. Thì cái này là anh chị, tại vì anh tối anh không ở đây nên làm bằng cái kiểu là kính nha. Đó, bít bùng nên là nó không không có cho anh thoáng nha anh chị. Thì anh về anh chị có về có thể mở ra nha. Phía sau này. Đó, khu dân cư đông đúc luôn, cách khoảng độ 50 m phía sau là có một cái đường nhựa anh chị nha. Bên kia cái miếng đất này là có cái đường nhựa anh chị. Đây, cái đường này là 1,5 m này. Đó, là có trên sổ luôn anh chị nha. Đó, tính ra là mình giống như là đây là cái sổ anh chị nha. Thì cái này anh chụp nó hơi mờ tí nha anh chị. Ngang 6 sau 30 nha. Đó, full hết thổ cư anh chị nha. Thửa đất số là 2125 tờ bản đồ số 23, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 183 m², đất ở là phu tại nông thôn hết anh chị nha. Mục đích sử dụng là tại nông thôn hết nha anh chị. Đó, cái này là kinh doanh buôn bán rất là rộng rãi anh chị nha. Đó, giá hiện tại chủ cần bán là 600 triệu một mét ngang nha anh chị, thì giá là 3 tỷ 6 nha. Thì anh chị cứ tới thì liên hệ cho em dắt vào làm việc anh chị nha. À, đây là vị trí nhà của mình nè, phía gần đây là có cái trường học, tiểu học Kim Đồng nha anh chị. Đó, đây là chợ Xuân Bình, ủy ban dân xã Sơn Sơn nó nằm sát bên với chợ Xuân Bình luôn anh chị nha. Đó, thấy không? Đó, hướng này đi ra bên này là chợ Hòa Bình nè,
Sông Rây là hướng này anh chị nha, này là hồ Sông Rây này, anh chị nào mà thích câu cá là ra sát Trần Câu ra đây câu cũng gần nha anh chị. Đó, còn thác Hòa Bình nó ở đây nha, còn đây hướng này là anh chị đi về Ngãi Giao này, cách khoảng độ 8 km nha, rồi cách biển Hồ Tràm đi khoảng độ hơn 20 km nha anh chị. Đó, Hồ Tràm đây này. Đó, khoảng độ đi khoảng độ 30 km nha, chứ không phải là 20 km vậy nha. Đó, còn đi qua chợ Hòa Bình qua Xuyên Mộc thì gần. Đó, đường Phước Tăng ra chợ Xuyên Mộc này, ra hồ Xuyên Mộc đi khoảng độ khoảng độ 20 km nha. Đó, đi qua hồ Tràm khoảng độ hơn hai mấy km nha, 25 km nha anh chị. Đó, rồi. Đó, anh chị nào mà thích đó, anh chị khu dân cư đông nhà thờ các thứ này, chân chị anh chị thấy không? Rồi, giá là 600 triệu một mét ngang, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em nha. À.